chưa tăng dây Coro à. Xin chào mọi người, lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nha. Hôm nay thì có cái máy này nè, máy còn mới lắm, có ông kia gửi mà bán nha, 5,5 triệu không bao ship nha. Ship thì Sài Gòn rồi các thứ thì tầm 100,200-300 hay nhờ, nên Sài Gòn chắc 100,200. Máy này còn mới lắm nè, hôm nay mới làm được có 1-2 tháng gì à, không để không à, ốc còn mới nguyên này. Cái này mua mới phải đến 8,5 triệu nhờ, 8,5 triệu bán cho ống thì mình kiếm được 500,000 nha, nói thẳng luôn. Nên là không có nhận ship nha, à không có chịu tiền ship nha. Máy này còn rất là mới nha. Bữa thì có mấy bạn xem cái máy cũ của ông kia thì có hỏi máy thì quay cho mọi người xem nha. Chưa tăng dây Coro gì thôi. Đây. Chưa tăng nha. Máy mới cáo. Đi. Chưa rửa luôn. Còn nguyên. Khỏi cần lật ở đằng sau lên nha. Mất công nặng lắm. Cái này máy còn mới lắm. Chưa có nào họ gửi, mang đến đây họ gửi nha. Đây là cái máy của mình cũ lắm rồi nè, mang đi sửa. Đấy. Này xài cái này được 7, 8 năm, 8, 9 năm rồi. Mà máy này có một ngựa, cái này 1,5 ngựa nha. Đó. Đây, máy mình có 1 ngựa. Ta sửa cái cục motor nó bị hư cái này nè, nó hư bạc đạn nè. Đấy. Còn cái này thì còn mới nguyên. Sáu tấc anh nhỉ, 6 tấc.